lời Chúa theo Thánh Marco chương 16 từ câu 13 đến câu 19. Họ trở về báo cho các ông khác, nhưng các ông ấy cũng không tin vào hai người này. Sau cùng, người tỏ mình ra cho chính nhóm 11. Đang khi các ông dùng bữa, người khiển trách các ông không tin và cứng lòng. Bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy người sau khi người trỗi dậy. Người nói với các ông, anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ đi theo những ai có lòng tin. Nhưng danh thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Nói xong, Chúa Giê-xu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, giáo hội kính nhớ ngày Chúa Giê-xu đặt Thánh Phê-rô làm thủ lãnh của giáo hội Chúa. Thánh nhân sẽ thay mặt Chúa chăm sóc, cai quản giáo hội mà Chúa mới thiết lập. Con là Phê-rô, nghĩa là đá. Trên tảng đá này, Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho các con chìa khóa nước trời. Dưới đất, con cầm buộc điều gì, trên trời cũng cầm buộc. Dưới đất con tháo cởi điều gì, trên trời cũng tháo cởi. Giáo hội lập lễ này mừng ngày Thánh Phê-rô đến Roma sau 7 năm ngự tòa ở Antiochia. Ơn Chúa thật nhiệm màu. Sau khi vị thủ lãnh của giáo hội dời giáo đô về Roma, nơi đây là nơi ngoại giáo, chẳng những dân già, thành phố đa thần mà đón nhận tin mừng Chúa Kitô, mà từ đó trở thành trung tâm điểm của toàn giáo hội. Ngài tòa của các vua chúa ngoại giáo trở thành tông tòa của vị lãnh đạo giáo hội. Chính tại nơi đã từng là miền đất của dân ngoại, vị tông đồ cả, giáo hoàng đầu tiên của giáo hội và các giáo hoàng qua mỗi thời đại thi hành chức vụ thánh hóa, giáo huấn và cai quản đoàn dân Chúa trên khắp hoàn cầu. Hiện nay, tại Roma, trong Đại Thánh Đường Thánh Phê-rô, giáo hội còn giữ được ngai tòa, tiếng Latin là Catedra, của vị giáo hoàng tiên khởi, tức là theo truyền thống cho biết ngai tòa này Thánh Phê-rô đã từng sử dụng. Nó là biểu tượng cho quyền bính của Đức Giáo Hoàng như là thầy dạy, là thượng tế và mục tử của hội thánh. Sau này chính thánh giáo hoàng Leo cả xác quyết, trong tất cả thiên hạ chỉ một mình thánh Phê-rô được chọn để đứng đầu các dân tộc được kêu gọi để hướng dẫn các tông đồ và giáo phụ. Dù trong dân Chúa có nhiều vị linh mục và mục tử, chính thánh Phê-rô điều hành tất cả. Đang khi Chúa Kitô cai trị mọi người với tư cách là thủ lãnh, Chúa đã ban cho Ngài danh dự cao cả và kỳ diệu, được dự phần vào quyền năng của Chúa. Và nếu Chúa muốn ban cho vị thủ lãnh khác ơn gì chung với Ngài, thì bao giờ Chúa cũng dùng Ngài để ban cho họ tất cả những gì Chúa không từ ước ban cho những người khác. Mừng kính lễ này, chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa đã thương cho chúng ta nhìn biết Chúa. Gia nhập vào giáo hội của Chúa là bí tích của ơn cứu rỗi đưa ta về với Chúa, sống trong sự sống của Chúa. Chúng ta không quên cầu xin cho mình, cho mọi thành phần dân Chúa luôn trung thành bền đổ tin theo Chúa, tuân phục Đức Giáo Hoàng là đại diện hữu hình của Chúa trên trần gian. Chúng ta cầu nguyện cho giáo phái đã tách lìa giáo hội được hiệp nhất trong một đoàn chiên và một thủ lãnh như ý muốn của Chúa. Chúng con nguyện xin Chúa ban cho chúng con luôn kiên cường mạnh mẽ, vượt thắng mọi thử thách, hầu xứng danh Kitô hữu, được Chúa đổ máu cứu chuộc. Amen.